Chào mọi người ha. Hôm nay thì mình giới thiệu đến mọi người một cái thùng máy tính siêu khủng. Quan trọng nhất là nó là cái thùng Dell Alienware nha mọi người. Full hộp, full thùng như thế này. Mỗi khi thì mình về là có thùng i7, nhưng mà đợt này là thùng i9 nha. Full hộp rất là chất lượng. Mình sẽ khui ra và mình quay cái cấu hình cũng như cái nội thất của nó và báo giá. Đây mọi người, ở ngoài khi mà mình bóc ra nhìn rất là sang trọng, thùng siêu ngầu luôn á mọi người ha, có chữ Alienware nè. Và cái câu đầu tiên mà mình muốn nói đến mọi người á, đây là thùng máy tính Dell Alienware, nó hơn hẳn và nó gọi là nó siêu đẳng cấp luôn. Nó đẳng cấp hơn những cái thùng mà người gọi là dân mình tự mua thùng về tự ráp đó mọi người, từ chip cho tới mọi thứ nó đẳng cấp. Và ví dụ mọi người search ở trên mạng hoặc là những cái trang thông tin rồi là toàn là người nước ngoài review lúc mới thôi, cho nên đó là mọi người tham khảo và tìm hiểu ha. Còn những cái ai mà cứ kêu là gọi là tự ráp đó rồi đi so sánh với lại hàng mà gọi là hàng đồng bộ của hãng thì đừng có so sánh, tại vì là không không có cửa để so sánh với hàng đồng bộ của hãng. Ở đây là mình nói thật lòng luôn, tại vì view những cái này lên thì có cũng rất là nhiều người thực sự cũng không bao giờ nhìn thấy được cái thùng ở ngoài luôn á, nhưng mà đánh giá rồi gọi là comment tùm lum trên cái trang của mình á, thì mình thấy là mình sợ là sẽ như vậy, cho nên là có gì là mình nói trước luôn nha mọi người. Đây á là cái thùng coi i9, cái này nó có cả đây mọi người nè ha, nó còn cả ga như tây gọi là cái chưa lột á mọi người, chưa lột cái này nè, cái này là cấu hình nó rất là cao, đầy đủ này, đèn nói chung là đầy đủ ha. Đó, mình muốn nhắc đối mọi người là thùng đồng bộ của hãng, tí nữa mình sẽ tháo ra cho mọi người xem ở bên trong luôn. Đây là cái dòng đẳng cấp. Và khi mà người ta bán là xuất xưởng mà lúc mới rất là cao luôn, thực sự ở Việt Nam á đếm trên đầu ngón tay thôi mọi người để được cái thùng như thế này đó, cho nên nó là gọi là đây ha, đó hàng đồng bộ của hãng rất là tuyệt vời luôn. Ở đằng sau này nha mọi người, các cái ngõ kết nối nè, nói chung là zin của hãng 100%, chứ đừng có so sánh với lại hàng tự build rồi tự mua cái chip về lắp vô, tự mua cái ram, tự mua cái thùng rồi kêu là hàng ngon là không có, không có cửa đâu mọi người. Nó thật sự là nó giống như là quay tàu với lại quay thái vậy đó. Đó, phải là như vậy. Cho dù mọi người có lắp kiểu gì thì mọi người cũng chỉ là đồ giả thôi. Đó, mình nói thiệt thật sự là như vậy luôn á. Tại vì rút kinh nghiệm cái dòng Alienware này là mình về rất là nhiều và mình rút kinh nghiệm từ những cái người mà hay comment trên cái trang của mình á, cho nên mình nói trước như vậy luôn. Ai mà khó chịu thì mọi người đừng có xem. Alienware Aurora R11 nè mọi người nè. Đây ha, cái mình khi mà mình mở lên cái màn hình thôi để cho nó ra hiển thị cái cấu hình á. Đây ha, cái tên của nó nè, Alienware Aurora R11. Cái chip là i9 10900KF đây mọi người ha. CPU nó 3.7 mà tới 20 CPU luôn. Cái này thì mọi người tìm hiểu thêm về cái con chip ha. Rất là khỏe. RAM là 64GB. Và quan trọng là cái card này là cái card rời là 2080 Ti nè mọi người nè. 2080 nó có không có chữ Ti nữa, và 2080 Ti là nó sẽ khỏe hơn nha mọi người. Để nó là tới 11GB lận. Đây ha. Thì cái chip này thì cái card này thì có thể là chơi game, làm việc rồi ok. Nói chung là nếu mà những cái người mà đã biết tới mấy cái dòng này rồi thì mình chắc mình cũng không có giải thích thêm, tại vì có thể là mọi người mà đã biết tới dòng này rồi thì mình không thể nào mà rành như mọi người được ha. Mình chỉ bán và mình cam đoan zin nguyên bản tuyệt đối và cái cấu hình như thế này. Cái đây là cái SSD. SSD là 512 cộng với lại cái HDD là 2T nha mọi người. 2T thì mọi người chứa dữ liệu là thoải mái rồi. Đây nè ha. Và bây giờ mình sẽ mở cái nắp ra, mình quay bên trong nội thất cho mọi người chiêm ngưỡng nha. Rồi, và bây giờ là mình quay ở bên trong cho mọi người xem. Đây ha. Cái con ma, cái này người ta gọi là cái gì á, tản nhiệt nước hay cái gì đó mình cũng không biết lắm, nhưng mà đây ha. Nói chung là đúng của Dell Alienware là sẽ như thế này. Mọi người có ráp đằng trời thì cũng bao giờ có được cái con lâu lâu này ở trong cái main của mình được hết. Và đây là cái card, thì cái card này thì nếu mà 2080 thường theo mình biết là nó chỉ có 8GB thôi, còn 2080 Ti là nó 11GB. Đây ha, con này thì 2080 Ti mới nãy mình có mở cho mọi người rồi. Nói chung là zin tuyệt đối thôi mọi người.
Trời, nó còn nguyên cả cái keo ở đằng trước còn chưa lột nữa mà, nó mới cống à, như thế này ha. Đây, zin tuyệt đối. Chỉ vậy thôi mọi người, đây ha. Và mình báo giá cho mọi người tham khảo ha. Cái thùng này giá là 29 triệu nha mọi người, 29 triệu. Ai chốt thì inbox mình, giá là chuẩn giá luôn mọi người ha. Full hộp như thế này. Nói chung là cái này thì hàng gọi là đẳng cấp rồi. Ai rành thì nhắn tin cho mình ha. Cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình. Còn cái vụ mà gọi là thùng tự lắp thì đừng, không có cửa gì so sánh với lại thùng của hãng. Tất cả các hãng luôn cũng không bằng, chứ chưa nói là Dell Alloy là đã gọi là cái dòng mà siêu đẳng cấp rồi, rất là đẳng cấp thì mới xài mấy dòng này. Cảm ơn mọi người nhiều. Ai chốt thì inbox mình nha.